Đây chính là chiếc điện thoại ngon nhất trong phân khúc 10 cho đến 12 triệu Xiaomi 12T. Chiếc máy này thì được trang bị con chip đó chính là Dimensity 8100 Ultra. Với 20 phút chơi Genshin ấy, thì biểu đồ FPS của nó cứ gọi là thẳng tắp như giới tính của tôi. Nhiệt độ thì sao, loanh quanh đâu đó chỉ khoảng 40 cho đến 41 độ C mà thôi. Màn hình AMOLED kích thước 6,67 inch cùng với đó là 12 bit màu và 68 tỷ màu anh ạ. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một cái màn hình đục lỗ và tính năng Always On Display trên chiếc máy này. Tiếp theo là về camera. Camera chính của Xiaomi 12T sẽ được trang bị ống kính lên tới là 108 megapixel. Cùng với đó là chúng ta sẽ có tính năng độc quyền trên chiếc máy này, Ultra Night Video, với khả năng quay video ban đêm cực kỳ ngon. Anh em quay trong những điều kiện thiếu sáng này hay điều kiện tối này thì cứ phải gọi là hết nước chấm. Chiếc máy này có thời lượng pin cực kỳ trâu với dung lượng pin 5000 mAh thôi. Thế nhưng em nó có thể trụ được lên tới là 8 tiếng nếu mà mình không chơi game. Còn nếu anh em chơi game thì thời lượng pin này sẽ giảm xuống đâu đó chỉ còn khoảng là 6 cho đến 7 tiếng thôi. Vật vào điểm 9/10, nói chung là quá ngon so với mức giá của em nó nha.